Thì, đúng rồi, cái này bà vợ vẫn gửi đi hấp hôn. Dạ thì cả nhà ơi, thì hôm nay thì Thiện đi Đồng Tháp ở Bình Thạnh 1, An Hòa, Chợ Mới, An Giang thì chia sẻ anh Hữu nha cả nhà. Thì vô đây thì cũng như là lựa chọn áo cưới dành để hấp hôn cả nhà. Quá kỳ quái ha. Ơi. Sao lựa được bộ nào chưa? Chị nữa hả? Kiếm bộ cho ông tôi cày cái nữa đi. Bộ cho ông tôi cày. Hôm nay thấy hai đứa con của mình đi hấp hôn mà chị có muốn làm cô dâu không? Dạ thấy con mình nó vậy mình cũng mừng giùm cho nó đó. Có muốn làm cô dâu không? Hôm nay sẵn mình, làm cô dâu mà mình chưa có chú rể nè. Sẵn gì mình thử trước đi. Mình thử áo cưới trước đi. Chú rể thì sao? Trong đây cho mình lựa ông nào làm chú rể. Đi. Thì ông có mớm thì ạ. Một là ông này hay ông kia đi. Ai muốn làm chú rể đi. Chọn đi chọn. Bà với ai kia hả? Chịu đó hả chịu? Đó phải chịu rồi đó. Đó vô đi. Để cho bái cho. Gầy là ok đó. Chơi luôn. Chơi luôn. Được mà anh trên xe nãy cũng được. Anh trên xe cũng được. Xe là anh nào? Quang. Quang đâu rồi? Quang đâu rồi? Dám làm không? Quang à, vô làm chú ghẻ kìa. Đâu không anh Quang? Kìa kìa tới kìa. Quang như là chú ghế kìa. Nhấp cây nè, đây nhấp chân nè. Nè gửi, gửi lại cho anh Tư cày đi. Nói hôm nay em là cô dâu nghe anh Tư cày ơi. Đây. Anh Tư ơi, anh không chịu lấy em làm vợ thôi. Giờ em có chồng có người khác lấy em rồi nha. Nói vợ nè, em có anh YouTube thương rồi. Rồi đi coi đi chị, đi coi áo cái nào đẹp đi rồi mình thử đi. Đi coi áo đi, đi coi áo đi. Nói bây giờ là mẹ vợ đi coi áo cứ nha, hồi mặt nha. Mặt cho anh Tư cày xem nha. Rồi bữa nay chị Xuyến là đi thử áo cưới nha. Cho anh Tư lé mắt luôn. Lé mắt luôn. Trắng này cũng đẹp. Đẹp ha. Đâu đâu chị Xuyến có áo nào? Trắng này đẹp luôn. Ai rồi có muốn đi quay ngoại cảnh không? Tôi có vườn bưởi đẹp trắng này. Có vườn bưởi. Đi luôn. Quay ngoại cảnh luôn. Quá vui rồi, này hot quá trời ơi. Có vườn bưởi tuyệt vời luôn. Đó. Rồi bà chủ vô bà chủ. Thôi thôi chạy thôi. Đi dễ luôn. Chứ đi dễ luôn. Vài phút thôi. Cái bà cho gái bà cũng đẹp. Để ta biết tới hộ chị. Chị lo chị kìa. Ai quên nữa cái bà chủ đó bà cũng không có chồng nên nữa kiếm người kết nối đường cho bà. Vậy luôn ha. Rồi luôn. Ok luôn. Chị lựa cho chị đi, con gái chị tự lựa. Ừ, chị lựa cho chị đi. Anh đây nè. Chị ha. Đỏ luôn ha. Rồi anh vô ngực cái lừa vừa không? Quá nè. Thôi cái áo này hơi nhỏ rồi. Áo nó hơi nhỏ rồi. Nhanh 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 ra xe đi. Đó. Đâu chị Xuyến là đi thử áo cưới chuẩn bị có chồng nghe. Chuẩn bị tiễn chồng mà tiễn gãi đó. Tiễn chồng. Mới chúng giờ mới chúng giải nhất bây giờ đi thử đồ cưới luôn. Được ha, cái này gì hết. Rồi cái đó nó không có đẹp bằng cái mấy cái kia kìa. Đâu chị khoác cái yếm vô thử coi. Cái áo trắng đó đó. Rồi, lấy xuống. Yếm vô thử coi. Rồi đứng ở đây nè, Rồi quay trước. Rồi yếm thử coi. Rồi yếm vô. Đó đẹp rồi. Rồi nhanh lên, nhìn lên đây, nhìn lên nè. Chị chuẩn bị áo cưới chuẩn bị có chồng.
từ việc nhỏ luôn. Chồng chặt quá nhờ mấy cái đây người ta. Ờ, bữa nay khán giả đông quá cả nhà ơi. Khán giả đông quá. Bên đây cũng khán giả nè. Bên đây cũng khán giả quá nè cả nhà ơi. Cô này nói chuyện ở trong điện thoại nữa nè. Cái này chị này cho tao nè. Ừ. Hôm nay vào thì nấu cưới nha cả nhà. Đó. Hôm nay là anh Hữu đi vô đây là hấp hôn đó, bà con tập trung đây. Ở đây là tiệm áo cưới phi bằng đây quý vị, ở cái dung cho quý vị ơi, chỗ là em nha. Này mặc dù là anh Tư anh chịu đâu nổi đâu, khi bỏ giờ nó giật tốt là ông bò quá đó. Tối nay bò qua là xiên rồi đó. Bò qua chắc rồi. Này đẹp không anh? Đẹp. Nè anh nhớ hỏi anh. Hỏi kìa. Tên gì anh, tên gì? Anh tên Nguyễn. Nguyễn. Đây, vô đi, vô đi Nguyễn. Hỏi chịu không anh Nguyễn? Đẹp không? Đẹp không? Ờ, đẹp chị. Đẹp em chứ đẹp chị vậy? Phái Nguyễn rồi ông nội ơi. Đây là phái Nguyễn An Giang rồi. Mình cái này đẹp nha. Ừ, rất đẹp ra. Phải rồi, vô thử đi, vô thử đi. Cho bỏ thử bỏ đi, đi. Em không? Anh bên đây. Quá đẹp rồi đó. Quá xuất sắc rồi. Quang Phạm. Anh đó. Ờ Minh Thiện, anh nào? Quá đẹp rồi. Anh nào cũng đẹp trai vậy nè. Rồi can bài tặng cho khán giả đi. Can bài đi, nãy chị nói can bài gì đó. Rồi bữa nay giới thiệu là tôi chuẩn bị chụp hình cưới. Rồi nói cho người ta biết. Dạ. Bài đám cưới đi ha. Đám cưới cho đường quê đi. Rồi. Giơ hai tay nhảy nhảy gì nữa. Ừ. Đừng quay nữa rồi 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 giơ tay đâu ra. Hôm nay trên quê hương tôi khi ông ra xinh xinh quê hương trời ơi xinh xinh quê hương như gần thế này. Không đen không nói ơi. Đây niềm vui hiếm trong ngày cưới, mau thật hay trong buồn cười, ôi cái vui mới thấy được một ngày vui. Anh ơi người tình ơi, anh ơi xem người ta có cưới nhau rồi. Anh ơi người tình tôi ơi, anh ơi xem người ta có cưới nhau rồi. Anh nào chịu làm đi sẽ rồi quá hay rồi. Sao chị Xuyến mẹ ngày đó chị có đám cưới lần nào chưa, cũng như là lúc trước là chị có chồng có đám có làm cưới không làng, dạ. Còn bây giờ là chị ao ước muốn có đám cưới nữa ha. Dạ đám cưới con gái đó mấy nhà
gái nó đám cưới đó, giờ mình cũng ham có thấy nôn nao liền ha. Dạ. Nôn nao quá trời rồi. Đã chứ ta. Đây mà toàn chính lộng lẫy luôn. Lộng lẫy luôn. Cái này mặc có đúng không ta? Sao kỳ vậy? Dạ đúng. Kiểu rồi. Kiểu đúng kiểu, kiểu nó vậy. Dạ. Đâu gì làm kiểu rồi coi tay chở ở dán rồi dễ đâu dán rồi như trong rừng nữa thôi thôi đây đẹp không đẹp không đẹp hỏi hỏi anh Năm ơi thấy đẹp không thấy em đẹp không Năm ơi Năm ơi em thấy em đẹp không Năm cứ gấp đi đẹp không Năm nói đẹp đẹp không anh mà không hốt rồi có người khác là hốt cái chịu nghe ừ dài hốt nè quá khỏe Năm là anh ơi anh ơi là nghỉ em thấy không từ bỏ rồi vì còn anh Năm nè tên Năm nè giờ đám cưới của con mình mà em cũng thấy con nó có chồng em ham quá ngon ngao hết rồi bạn đám cưới mà có cô dâu mà chưa có chú rể nè bây giờ anh nào nó làm chú rể của em anh nào hỏi anh Tư hay anh Năm hỏi đi anh Tư hay Năm à, Năm hay Tư hỏi bà chủ ở đây có ai chưa vợ thì vô đây làm có chú rể phụ nè chú rể phụ thôi may hay mà nó nghe nè em cái này nó không được cái này đây hết đẹp trai đi ra lấy vô vô không nào không vô đi vô đi vô đâu thương thiệt đó nghe ừ là phải thương thiệt chứ đừng có thương giả nghe ừ chị gần xa.